Cho dù họ biết cách làm thế nào, nhưng dễ bị lúng túng trước những câu hỏi không có câu trả lời. Và rồi, người nào trong số họ cũng luôn đưa ra câu trả lời giống nhau. Nói cách khác, cách thức giải quyết vấn đề mà họ nghĩ ra sẽ giống hệt các công ty khác. Một ví dụ điển hình là Yukio Hatoyama, một người xuất thân là nhà khoa học đã trở thành thủ tướng sau Naoto Kan. Đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tôi cho rằng những người thuộc ngành khoa học có chỉ số IQ cao hơn những người thuộc ngành nhân văn và giỏi tư duy logic hơn. Tuy nhiên, có một xu hướng là khi người đó có IQ quá vượt trội, họ thường không quan tâm đến ý kiến xung quanh mà chạy theo một lý thuyết mơ hồ, sáo rỗng. Điều đó không giải quyết được vấn đề cấp bách thực sự. Cách thức giải quyết vụ căn cứ quân sự ở Okinawa, sự cố nhà máy điện hạt nhân, đã gây ra nhiều hỗn loạn trong xã hội, chắc chắn.